Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 7 năm 2021 Bây giờ đó là khoảng 7 giờ 30 phút tối, giờ Cali Thì ở Việt Nam bây giờ đã là ngày 2 tây tháng 7, ngày thứ sáu rồi Thì chúng ta đã bắt đầu bước vào cuối tuần Thuận cũng đã biết là nhiều bạn thì có cái sự bất an Tại vì trong vòng năm cuối tuần qua thì giá cả không như ý muốn của nhiều bạn giá cả lại có xu hướng đi xuống ở cuối tuần chúng ta hy vọng là cuối tuần này sẽ có cái chuyển biến tốt hơn về các phương diện giá cả và cuối tuần này đó là có một ngày lễ đó chính là chủ nhật là ngày lễ July 4 nghĩa là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ là ngày lễ rất là lớn thì phần lớn những người làm văn phòng nhân thuận thì sẽ được nghỉ ngày thứ hai cuối tuần này đã hy vọng chúng ta sẽ không có nhiều cái sự dao động liên quan đến giá cả và đây cũng là một trong những đề tài mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tại vì thời điểm này đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá cả là 33.263 thì nhìn vào giá cả hàng ngày đó các bạn cũng thấy cái sự lên xuống nhưng mà thực sự mà nói khi mà chúng ta zoom ra đó các bạn thì chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày đi thì các bạn sẽ thấy được là nhìn vào biểu đồ của nến ngày đó thì chúng ta cũng không có cái sự tiến triển nhiều từ ngày 19 tháng 5 đó sau khi chúng ta chạm cái mức là 30.000 đô thì các bạn thấy là từ ngày đó cho tới bây giờ thì giá cả đã liên tục liên tục đi hàng ngang trong phạm vi là từ 30.000 cho đến là 40.000. Có một số đợt như các bạn cũng đã biết là xuống dưới 30.000 nhưng mà nó nhanh chóng à, đi trở lên trên 30.000, có một số đợt lên trên 40.000 nhưng mà nó nhanh chóng là đi trở xuống và nằm trong phạm vi là từ 30 tới 40 như các bạn cũng đã biết và tính theo số ngày đó thì các bạn thì được cho đến ngày hôm nay tổng cộng là 44 ngày liên tục chúng ta nằm trong phạm vi này. Thì uh, tuy là hàng ngày các bạn theo dõi thì giá cứ lên xuống nhưng mà khi các bạn zoom ra thì thật ra chúng ta vẫn ở nguyên một chỗ trong cái thời gian là 44 ngày vừa qua thì chúng ta sẽ nói về cái phương diện giá cả tại vì khi mà chúng ta thấy giá như vậy đó thật ra mà nói nó thường nghĩ là sẽ không có tiếp tục như vậy dài lâu mà chúng ta sẽ thấy cái sự biến động trong thời gian tới đây tại sao thường sẽ chia sẻ với các bạn đó là điều đầu tiên thứ nhì chúng ta sẽ nhìn vào một số những tài liệu on chain Chúng ta cũng sẽ nói tới một trong những cái hội nghị rất quan trọng, một cái buổi điều trần mà thường đã chia sẻ với các bạn ở trên Facebook, Twitter và Telegram ngày hôm qua. Nhưng mà nào đó mà chưa có theo dõi thì cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái liên bên dưới. Tại vì những ngày như là ngày hôm qua thường bận công ty cho nên không có làm video, thường cũng chia sẻ nhiều thông tin trên những mạng xã hội với các bạn. Thì đây là một buổi điều trần được tổ chức là bởi Quỹ ban Dịch vụ Tài chính Hội Viên Hoa Kỳ. Thì khi mà chúng ta lên trên mạng đã tìm thông tin thì sẽ không có nhiều cái thông tin liên quan tới cái buổi điều trần này thường cũng đã dành nhiều thời gian để mà xem mà phần lớn đó thông tin là liên quan tới nghị sĩ Brad Sherman của California Đây là một người nghị sĩ mà không thích thị trường crypto và ông ta có những lời phát biểu và làm cho nhiều người cũng cảm thấy là bất an và phẫn nộ thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn trong video này Đây là những điều mà thường muốn nói đến Nhưng mà Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những người nào mà muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram Channel Facebook và Twitter Các bạn theo dõi những cái mạng xã hội để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất Và dành cho những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô khi mà tham gia vào sàn margin Bybit Và nhiều những cái ưu đãi khác nhưng mà nào mà con thú thì bên dưới có một cái link cho bạn bấm vào cũng như là các bạn có tìm thấy những thông tin chi tiết ở phần cuối của cái video này. Chúng ta bây giờ đó đã, đã bước vào cái quý 3 của năm 2021, hôm nay là ngày 1 tháng 7 ở Hoa Kỳ. Thì thường nói chúng ta thì được là quý 3 là hè, thì hè thường là một trong những cái mùa mà có cái sự dao động rất lớn liên quan tới giá cả cho nên nhiều người rất là hào hứng khi mà chúng ta đã đến hè để xem coi là những cái dự đoán liên quan tới hè năm nay thị trường sẽ dao động nó có đúng hay là không nhưng mà ít ra đó chúng ta biết được là hè năm nay đó có một số những cái sự kiện lớn mà nhiều người đang trong giờ thứ nhất là cái sự kiện liên quan tới cập nhật của Ethereum, cập nhật London Half mà có cái đề xuất EIP 1559 mà đây được thử nghiệm ở testnet thì khi mà cập nhật xong đó thì cái giao thức EIP 1559 này khi mà cập nhật xong đó thì cái số lượng Ether bị đốt đi mỗi lần mà giao dịch đó, thì cái số lượng đó là bao nhiêu và ảnh hưởng như thế nào đối với nguồn cung cũng như là ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả của Ethereum đó là điều đầu tiên thứ nhì là nhiều bạn đó thì trong chờ hè năm nay để có thể thấy được cái mạng lưới của Cardano đưa ra những cái hợp đồng thông minh bắt đầu có những cái ứng dụng và tạo ra hệ sinh thái như người muốn biết thật hư của Cardano trong vòng bao nhiêu năm qua thì cuối cùng đến năm nay chúng ta có thấy được những cái thành quả của Cardano hay là không Cardano là một trong những cái dự án mà chúng ta đã theo dõi từ nhiều năm Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ có một cái hội nghị rất lớn Đó chính là hội nghị V-World Được tổ chức bởi CEO của Twitter Đó chính là Jack Dorsey cùng với lại Kathy Wood của Ark Invest. Đây là một trong những cái hội nghị sẽ xảy ra vào ngày 21 tây tháng 7 năm 2021 này Nghĩa là trong thời gian khoảng chừng là 3 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu có cái hội nghị này Thì sẽ nói những gì? Và một trong những người được mời đến để mà nói chuyện đó chính là Elon Musk và cái bạn thấy được là Elon Musk vẫn là một trong những người mà thường hay thuyết này thuyết kia trên thị trường này và cái sự mà không thích của chuyện crypto đối với Elon Musk ngày lại càng tăng lên Thường có thể thấy được điều đó khi mà mỗi lần mà có cái thuyết nào của Elon Musk được chia sẻ đó Ở trên Twitter thì comment bên dưới đó rất nhiều người bất mãn trong thị trường crypto này Đây là một cái điều mà chúng ta đã thấy trong thời gian là 2 tháng qua, 3 tháng qua Và khi mà Elon Musk xuất hiện trong cái hội nghị The B World này thì tình hình sẽ như thế nào đây là những gì mà sẽ xảy ra trong thời gian vài tuần tới đây đương nhiên còn một số những sự kiện trong hàng năm nay thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta nói tới cái tình hình của giá cả thì như các bạn cũng đã biết là giá của bitcoin đó thì đi hàng ngang trong khoảng thời gian là 44 ngày qua chúng ta nhìn ngắn hạn đó thì hôm nay giá bitcoin nó có cái xu hướng đi xuống một chút thì phần lớn các bạn thấy được là bây giờ Bitcoin vẫn là cái đồng mà đứng đầu trong thị trường này, dẫn đầu thị trường thì bitcoin đi xuống rất nhiều những cái đồng cũng là màu đỏ ngày hôm nay chúng ta nhìn những đồng lớn đi đi refresh trang này lại thì các bạn thấy được là bitcoin thì xuống 3,1% trong vòng 24 giờ qua thì ethereum xuống 5,1% nhưng mà vẫn trên 2.000 đô các bạn thấy được bây giờ là 2.101 đô bitcoin vẫn trên 33.000 đô nhiều người cho đây cũng là một cái thành tựu cho thấy được là đợt này đó thì bitcoin đã giữ vẫn được cái giá trên 33.000 đô nhưng mà bây giờ 33.329 thì khoảng cách cũng không có xa lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi coi coi là cuối tuần này như thế nào. Đồng BNB, trong Binance thì cái mạng thì được là xuống 3,9%, bây giờ là vẫn dưới 300 đô. Cardano thì xuống nhưng mà không nhiều, xuống 1,6% là mức là 1 đồng 33 cent. Dogecoin thì cũng xuống 1,4%, bây giờ là 24 cent uh, à, XRP thì xuống 3,7% là 65 cent và cái bạn hiểu là Polkadot thì xuống 44% ở mức là 15 cent và đương nhiên các bạn thấy là chúng ta vẫn có ba đồng ổn định đó chính là đồng Binance USD chúng ta có đồng USDC đứng hàng thứ 8 và chúng ta có Tether đứng hàng thứ ba đây là ba đồng ổn định đã có mặt trong cái top 10 này thì nói chung đó, các bạn thì được tình hình đó, tuy đi hàng ngang thì các bạn đã làm gì trong cái thời gian 8 tuần qua nghĩa là trong vòng 2 tháng qua các bạn đã làm gì trong cái lúc mà giá cả tuy là dao động hàng ngày nhưng mà thật ra vẫn trong phạm vi từ 30.000 tới 40.000 thì các bạn đã làm gì? Đây là câu hỏi thường đã hỏi ở trên uh, trang web của Thuần Capital và cái link tôi được chia sẻ trên những cái mạng xã hội thì uh, Tổng cộng đã có 858 bạn đã trả lời và câu trả lời đây thì chia ra làm bốn cách trả lời. Trong vòng 8 tuần qua bạn làm gì? Thì uh, một là bán hết chán rồi, nghĩa là bán hết tất cả tiền được số các bạn đã chán rồi. Hai là chốt lời, cắt lỗ một phần ba đó là mua mua và tiếp tục mua giá tốt có nghĩa là tiếp tục trung bình giá và nhiều bạn thì mua thêm tại vì thấy giá bây giờ tốt hơn so với lại cách đây hai uh, 2-3 tháng còn cuối cùng là không làm gì hết ngồi yên ho đồ và luyện tập diamond hand thì các bạn thấy được là cộng đồng thùng cáp bây giờ có rất nhiều diamond hand tổng cộng nó là 858 bạn bỏ phiếu mà đã có 518 bạn nghĩa là 60% nói là không làm gì hết ngồi yên ho đồ và luyện tập diamond hand còn 30% còn lại là 259 bạn nói là mua mua và tiếp tục mua giá tốt và chỉ có cái phần nhỏ là chốt lời cắt lỗ một phần đó chính là chỉ có 4,55% còn lại đó là 4,9% là nói là bán hết chán rồi nghĩa là phần lớn các bạn thấy được 858 bạn bỏ phiếu thì phần lớn hầu như là 90% là một là tiếp tục hoa đồ hay là tiếp tục mua thêm có thể nói được là cộng đồng thùng capital à, có rất nhiều người thích chiến lược thu mua liên tục cũng như là hoa đồ lâu dài đây là cái thống kê mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì nhìn chung đó các bạn thấy được là đây là một cái bài được chia sẻ ở trên crypto one thì cái bài này đã cho chúng ta thấy được là trên màn hình các bạn thấy được là cái đường mà màu xanh dương đó đó chính là cái số lượng bitcoin trung bình nạp lên những sàn giao dịch và các bạn thấy được cái đường mà xanh lá cây đó là số lượng bitcoin trung bình rời khỏi những sàn giao dịch thì cái mà chúng ta thấy được ở đây đó là thị trường giá cả thì tiếp tục trong phạm vi từ 30 tới 40 ngàn và trong thời gian qua các bạn thấy được là từ ngày 21 tây tháng 6 cho tới bây giờ đó thì trên căn bản càng ngày cái số lượng bitcoin ra vào đó càng ít hơn và ít hơn nghĩa là thị trường bây giờ khá là im lặng không có nhiều bitcoin đi chuyển lên sàn và rời khỏi sàn chúng ta Nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ Bên CryptoCoin đó Đây là cái tài liệu là Có bao nhiêu Bitcoin nạp lên sàn và rút ra Thì các bạn thấy được đây là tài liệu Vừa theo ngày, mỗi một cái thanh này là một ngày Thì cũng tương tự như là Các bạn mới thấy mới đây đó Thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này đó Đi lên trên nghĩa là Nhiều Bitcoin nạp hơn là rút ra Và ngược lại, đi xuống bên dưới đó là Nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào Thì các bạn thấy được là cái đường càng cao đó Càng dài đó, thì sẽ cho thấy được là cái số lượng càng nhiều thì chúng ta thấy được rất rõ ràng là trong cái thời gian hầu như là chúng ta thấy được là hai tháng qua đó thì cái số lượng ra vào ngày càng ít hơn có nghĩa là ngày càng ít những cái hoạt động trên sàn liên quan tới nạp bitcoin và rút bitcoin hơn thị trường bây giờ rất là im lặng chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự nhưng mà chúng ta sẽ nói tới đồng ethereum đi tại vì đây là tài liệu liên quan tới bitcoin thì đối với ethereum đó thì sôi so động hơn một chút các bạn thấy được là có nhiều ngày Ethereum đã có cái số lượng nạp vào nhiều hơn rút ra cũng khá nhiều Nhưng mà ngược lại trong vòng 2 ngày qua chúng ta cũng thấy cái số lượng Ether rời khỏi sàn Nhiều hơn là nạp vào Thì Ethereum nó sôi động một chút so với lại Bitcoin Nhưng bây giờ Bitcoin nó vẫn là cái đồng mà dẫn đầu xu hướng kế tiếp Và bây giờ Bitcoin nó thì khá là ảm đạm hiện bây giờ liên quan tới số lượng sôi động nạp vào rút ra trên sàn Chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa đó đây là một cái tài liệu được chia sẻ cùng ở trên Crypto Khoan Thì tài liệu này cho các bạn thấy được những gì thì tài liệu này cho các bạn thấy được là trong cái thời gian mà giá cả đi hàng ngang đó Các bạn thấy được là bắt đầu những cái thời gian như là chúng ta bắt đầu có cái sự xuống giá tháng 5 đó Bắt đầu từ thời điểm này Thì chúng ta thấy được là những cái thanh mà màu xanh dương bên dưới này đã cho thấy được là cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro Có nghĩa là đây là dấu hiệu là những cá voi những tổ chức đầu tư thu mua Tại vì thường họ sẽ thu mua thông qua sàn Coinbase Pro Sau đó là rút Nhờ những cái Bitcoin này ra khỏi sàn Thì chúng ta thấy được là trong cái đợt mới đầu đó khi mà tháng 5 đó giá cả bắt đầu có cái sự đi xuống Thì chúng ta thấy được là cũng có 1, 2, 3, 4 đợt từ tháng 5 cho đến khoảng chừng là cuối tháng 5 đó chúng ta cũng có 4 đợt mà chúng ta thấy có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro nhưng mà sau đó bước qua tháng 6 đó các bạn thấy được là khi mà giá cái đi hàng ngang đó thì hầu như là hiện tượng đó đã không còn nữa chúng ta cũng có hai đợt hai đợt xảy ra trong cái tháng 6 vừa qua đó các bạn thấy là cũng có cái dấu hiệu là nhiều bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro nhưng mà thực ra mà nói là cái thanh màu xanh này đó không có cao bằng những cái thanh trước đây cho nên cho chúng ta được là cái sự hứng thú để mà thu mua bitcoin ở trên sàn Coinbase Pro đến từ những tổ chức đầu tư nó cũng đã nguội đi có nghĩa là mặc dù là giá cả đi hàng ngang nhưng mà những tổ chức đầu tư bây giờ đó những cá voi thì hầu như là không có nhiều động tĩnh không giống như là những lúc trước đây khi mà các bạn thấy là giá mới bắt đầu đi xuống đó thì rất nhiều những cái tổ chức đầu tư thu mua đem bịch ra khỏi sàn bây giờ giá đi hàng ngang đã một thời gian là 44 ngày chúng ta lại không thấy dấu hiệu đó thì đây cũng là một trong những cái lý do tại sao mà có thể là chúng ta thấy được là cái tình hình liên quan tới Bitcoin nạp và rút ra đó nó đã không có sôi động nữa tại vì bây giờ chúng ta không thấy nhiều dấu hiệu của những nhà đầu tư lớn thu mua Bitcoin hay là bán Bitcoin hiện bây giờ và thường đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây đó thì những dấu hiệu đều cho thấy được một điều đó chính là những người bán bây giờ đó ngoại trừ những cái thợ đào phải rời khỏi Trung Quốc họ cần phải bán để có chi phí rời khỏi Trung Quốc hay là họ đóng xương đào của họ mãi mãi và họ sẽ bán Bitcoin của họ thì những cái người đó là những người bán Bitcoin ngoại trừ những cái thợ đào ra thì chúng ta cũng có những nhà đầu tư riêng lẻ bán Bitcoin ở thời điểm hiện bây giờ và cũng những nhà đầu tư riêng lẻ là thu Bitcoin ở thời điểm bây giờ chúng ta không thấy những cái dấu hiệu liên quan đến những cái tổ chức đầu tư thu mua khi chúng ta nhìn vào tài liệu on chain rất rõ ràng là cái sự hứng thú liên quan đến Bitcoin đã đến từ những tổ chức đầu tư nó đã nguội lại